chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là hoàn toàn đang ở tại Đồng Đăng, Hạ Long, Quảng Ninh. Và đây là một đoạn là đang đi vào cái khu mà vườn thượng cao. Mà đến đây thì bạn có một cái điểm gọi là cái điểm điểm suối năm, suối năm 666 mét. Và đi xuống đây thì bạn lại thấy một cái đường thẳng xuống đây. Ta đi đâu? Đi lạc vào trong này luôn. Đây là cái lối mòn để lên rừng. Đây là khu rừng. Cái nơi cũ chứ thấy cái chòi gác lâu lâu rồi, khu ở du lịch đỉnh cao vườn cảnh Treo Tranh Việt Nam. Đây là khu vực quân sự, còn đây là tiền mục thứ bốt đây. Du lịch đỉnh cao hay là đỉnh cao vườn cảnh Treo Tranh Việt Nam. Đây chỉ là khu 2 phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Văn phòng là khu 2 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Chúng ta thử đi vào đây xem có gì trong này. Khá sai quả nhỉ. Đây đường Đồng Đăng này, đây là ngách đường Đồng Đăng. À đây suối năm là đi đường này.
ơi, chú cho con hỏi nhớ tí, đi đi đến cái suối Năm này là đến đấy còn xa nữa không chú? Ở ở đấy có là khu du lịch hay như thế nào chú nhỉ? À, mà mùa này chắc ít khách. Vào đấy xem là được chứ nhỉ? Dạ vâng. 30 tiền vé. Dạ, cảm ơn con chú. Đến suối Năm. Ở đây có tảo đá đẹp không nhỉ? Đây, suối Năm chúng ta thẳng ở đây có đảo. Gốc mấy gốc tảo đá đẹp đấy. Đảo này thì là chuyên chặt cành với lại chặt cành để cắm. Rất là đẹp. Tết đến nơi rồi mà nhìn đào này lại nhớ nhà quá. Các anh chị ạ, biết là anh chị chuẩn bị được gì đào Tết chưa? Đấy, mời anh chị chúng ta đi tiếp lên cái suối Năm này xem như thế nào trên suối này nhé. Khu vực này là khu vực đồi núi. Khu vực này lạnh lẽo lắm, cảm thấy rất là héo hút luôn. Vườn cảnh treo tranh Việt Nam Đồng Đăng Trung Việt Hưng thành phố Hạ Long. Đây, đây là một cái biển, còn chúng ta sẽ vào đây để chúng ta sẽ nhìn dưới khu này rất là sợ ấy các anh chị. Mùa này thì vẫn có nước chảy nhưng nguồn nước ít lắm. Còn lại chúng ta thử đi thẳng vào trong này xem trong này nó là cái khu gì nhé. Thơ đồ du lịch đỉnh cao vườn cảnh giao tranh Việt Nam. Thank you.
sao lại có chùa lưỡi âm này, lưỡi âm vần tử cô làm ơn cho hỏi trên trên này có gì đến đấy không cô? Thế họ bảo ở dưới đấy, họ bảo có cái suối, thì là suối là ở... à suối đây rồi à? À dạ. Còn mùa hè là mới nhiều người đến đây tham quan à cô? Ồ dạ. Dạ. Thế để biết để lần sau còn bạn bè với anh em đến đây. Dạ. Thế cho hỏi một chút là cái chùa lưỡi âm ở đây là ở Uông Bí, cháu thấy có một chùa lưỡi âm đây, tên chùa lưỡi âm, nhưng mà có phải cái chùa đấy không cô? À dạ. Đấy, cái hồ đập. Cháu lên đây cháu nhìn một chút chồng có. Và anh chị quan tâm về cái khu vực đỉnh cao này thì khu vực tắm suối ở Hạ Long này thì xin mời cô chú và anh chị hãy xem ở video tiếp theo ở trong kênh này, và để là người đầu tiên được xem những video đấy thì rất mong cô chú và anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên chúng ta được xem những cái video mới thú vị về Hạ Long nhé. Bây giờ mình toàn đi lên trên khu này. Cảm ơn cô chú và anh chị, hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.